quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Xin chân thành chào mừng sự có mặt của tất cả các đồng chí, các bạn và đặc biệt các vị tướng lĩnh trong buổi giao lưu người lính gái lái xe Trường Sơn hôm nay. Trong lịch sử chiến tranh nhân loại, trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, các nhà nhân đạo chủ nghĩa thường nói rằng chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà, nhưng chiến tranh Việt Nam có rất nhiều những khuôn mặt phụ nữ, có các cô gái giao liên, các cô gái du kích, các cô gái pháo binh, thậm chí có cả các cô gái đặc công. Và đặc biệt Trường Sơn năm ấy có cả các cô gái lái xe tải quân sự. Hôm nay là ta trò chuyện tâm tình. Phụ nữ bao giờ cũng thích tâm tình rỉ rả. Phụ nữ không thích ăn to nói lớn. Bởi vì tất cả những việc to lớn đao binh các chị đã làm trong cả thời tuổi trẻ của mình rồi. Bây giờ đã vào cái tuổi bà nội bà ngoại, mời các chị lên đây ta tâm tình về nỗi niềm con gái một thời trận mạc. Xin mời chị Vân, xin mời chị Kim Quy, mời hai chị lên trò chuyện với tôi. Chị Vân, người ngồi bên phải tôi vừa nói rất khẽ, anh hỏi em ít ít thôi nhé. Thế hóa ra là những người lính chúng ta là làm rất nhiều mà nói rất ít. Đấy cũng là phẩm chất quân nhân. Thưa chị Vân, trong trung đội lái xe của mình, hình như tôi nghe có 2-3 Vân gì đó, Vân Bồ, Vân Hoa Lá, mà chị được gọi là Vân Hoa Lá. Thế là thế nào ạ? Thưa anh Chu Nai, trước khi tôi vào đơn vị thì là đầu tiên thì tức là chắc là cái tên Vân này cũng hơi bị hay hay sao ấy. Thế cho nên là đến đơn vị thì là trong đơn vị tôi có đến 5-6 Vân ấy. Thì đơn vị các anh đặt tên cho nào thì Vân Bồ này, Vân Hoa Lá này, Vân Tời này, rồi Vân Gầy này, Vân Béo, rất là nhiều Vân. Thế nhưng mà tôi thì hồi thì bé nhỏ cũng có thể là xinh xắn hơn, cho nên là các anh ấy đặt cho là Hoa Lá, thế là lả lướt mà trông rất là dễ nhìn ạ.
Tôi xin phát triển thêm, tức là hình dáng của chị Vân là nó là lướt như hoa và lá, chứ không phải tâm hồn chị là lướt. Thì chính vì là hoa lá thành ra là tôi được biết chị Vân, Bùi Thị Vân là rất dị ứng với cánh nam lái xe. Dường như là trong chị là nam giới lái xe là có cái gì nó ngổ ngáo, có cái gì nó hầm hố, có cái gì nó khét lẹt với xăng dầu, có cái gì nó không hợp với cái nhịp đập trái tim mảnh mai và mong manh của đàn bà. Thế rồi cuối cùng chị lại lấy một anh chồng lái xe. Ông bà nói bao giờ ông đúng, ghét của nào trời trao của đó nhỉ? Mà lại vâng có ghét ạ, đâu? Thưa anh chú Nai, vâng ạ. Ghét của nào trời trao của đấy. Tôi thì cũng không muốn lấy chồng lái xe, thế nhưng mà tự nhiên nó đến, đâm ra mình cũng phải chấp nhận. Vì ông xã nhà tôi thì cũng là một chiến sĩ Trường Sơn ạ. Cũng vì chúng tôi, nhiệm vụ chính của chúng tôi là chở bộ đội vào chiến trường và đón thương binh ra. Thì trong cái chuyến xe của tôi là có chở anh ấy ạ. Thì anh ấy bị thương rất nặng, cho nên là chúng tôi cõng rồi là khênh vác anh vào trạm. Đến hôm sau xe của tôi chuyển anh về trạm an dưỡng thì lại cũng lại xếp đúng lên xe tôi. Thế thì anh cũng chắc là cũng để ý đến tôi, nhưng mà với công việc của tôi lúc giờ thì tôi cũng chưa dám nghĩ đến ạ. Anh ấy về trạm thì anh viết cho tôi mấy lá thư anh gửi, nhưng mà anh cũng không dám nói thực tên ạ, mà anh chỉ nói đánh nạc tên người khác. Nhưng mà tôi cũng rất là nghi ngờ. Thế nhưng mà đến lúc hôm sang chở chuyến khác sang thì anh hỏi tôi là có nhận được thư không, thì tôi mà không. Thế anh, tôi biết là cái lá thư của anh ấy rồi, nhưng anh cũng tỏ tình nhưng cũng không dám nói thật lòng, vì cũng cũng nghĩ là mình thì đang là thương binh nặng như thế, mà đây thì lại nữ lái xe thì không biết là cô ấy có dám chấp nhận mình hay không. Cho nên là anh cũng đánh lạc tên, tức là nói tên người khác. Nhưng mà tôi cũng đoán ra, thực sự ra thì buổi đầu tiên thì tôi cũng chưa chấp nhận được cái tình yêu đến với tôi. Nhưng mà tôi thấy anh quá nhiệt tình, vì anh ấy, thời gian anh về Bộ Tư lệnh Thủ đô An Dưỡng ấy, thì cứ đến chiều đến là anh lại chống một cái lạng đi một cái xe đạp, đạp từ Bộ Tư lệnh Thủ đô mà xuống tận Thường Tín. Hôm nào cũng ngóng, tức là tôi đi về. Xin lỗi ạ. Anh có ngồi dưới kia không ạ? Vâng ạ. Xin người ngóng, người đàn ông ngóng đợi đứng lên ạ. Chào anh. Thưa chị Quy, cái thời đó là theo chị thì chị Vân như thế nào? Đẹp không? Thưa anh chú Nai, thời gian đó thì chị Vân xinh lắm ạ. Đó. Vào thứ nhất gì hay thứ mấy của trung đội? Thứ nhất của trung đội ạ. Thế cả tôi nghe nói chị Phùng Thị Viên mới đẹp nhất cơ mà, đội trưởng. Nói thôi, chung cứ coi là hai người nhất đi. Dạ vâng ạ. Phụ nữ chúng ta là hào phóng về nhan sắc, vâng ai ạ, cũng nhất hết. Dạ. Bây giờ tôi trở lại câu chuyện Trường Sơn, chị Vân nhé. Ai cũng hiểu rằng trong trận mạc, nếu người đàn ông chỉ bỏ ra một phần sức lực thì người đàn bà phải bỏ ra hàng chục lần hơn thế mới tồn tại được trong dông bão chiến tranh. Thế thì cái trung đội của mình, 30 chị em của mình, với tất cả cái đặc điểm nữ tính của mình, thì các chị đã tồn tại thế nào trong những năm tháng đó, nỗi gian truân vất vả, chị có thể tâm sự với chúng ta. Là nếu mà nói về lái xe ở chiến trường ấy, hay là lái xe về đời thường ở ngoài này cũng thế thôi. Đến bây giờ là đời thường, mà trước thì chúng tôi ở chiến trường. Thì nếu mà nam giới vất vả một thì chúng tôi phải vất vả 10. Vì chị em chúng tôi nó nhiều những cái rích rắc lắm. Thế nhưng mà với chị em chúng tôi thì rất là khắc phục và động viên nhau. Có những chị em ốm đau rồi, những chị em mà tóc tiết dụng cũng có thể là chúng tôi không dám nói cho nhau biết, mà phải giấu nhau, để vì chị em cũng có thể là sợ sệt. Vì chúng tôi sống ở đấy toàn là những nước độc rừng thiêng, cho nên là cái cuộc sống rất là gian nan vất vả. Đi trên đường chúng tôi thì là chạy thì chúng tôi tinh toàn chạy là đêm, nghĩa là đêm thì cứ tầm độ 5 giờ chúng tôi xuất phát, tức là chở bộ đội vào đến giáp tuyến chúng tôi đổ xuống và chúng tôi đón thương binh từ đấy ra. Trên cái đoạn đường đi thì toàn là rừng núi và tức là hố bom chứ rất là nhiều. Vấn đề nước thế nào nhỉ?
À, nước nôi thì nói chung là thưa anh là chúng tôi là nước nôi, với phụ nữ mà thiếu nước thì cũng rất là khó khăn. Tức là ví dụ nam giới, ví dụ như là ít nước thì có thể là chỉ xoa xoa cái xong, nhưng mà đối với chúng tôi thì nó nhiều như cái. Chúng ta tất cả đây đều là người lính thì rất hiểu cái nỗi gian truân của người đàn bà trong chiến tranh. Và nó gian truân đến nỗi mà bây giờ nó lặn hết vào trong, không thể nói ra được lời nữa. Phải gồng mình chịu đựng từng giây từng phút để mới có được cái nụ cười như hôm nay. À, thưa chị Quy, tôi hỏi vui một câu. Tại sao bà mẹ đặt tên chị là Kim Quy? Thưa anh Chu Lai, cha mẹ tôi sinh ra thì ngày bé thì tôi bụ bẫm tròn, thế này trốn cả lẫy lên cứ nhoài, thế bố mẹ tôi bảo mày nhoài như con rùa, thế thì đặt tên luôn là Quy, Quy là rùa. Và các bậc sinh thành không thể nghĩ rằng cái con rùa trốn cả lẫy ấy bỗng một ngày đã bò vào đến tận Trường Sơn làm người nữ lái xe. À, chị Quy à, nghe nói là chị là người đa di năng, chị có thể lái được tất cả các loại xe. Xe càng to càng lớn không quan trọng, gắt 51, gắt 69, zin ba cầu, zin giải phóng, có đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Thế và chị lại rất yếu đuối. Tôi được biết rằng trong một cái lần chở xe đi đến một cái tăng khe ve, phải không ạ? Tăng khe ve thì xe bị đổ, thì khác những người nam giới họ trầm tĩnh và xử lý, thì cô gái Kim Quy khi đó chắc chị khoảng là 17, 18 đúng không, ngồi khóc nước mắt nước mũi tràn trề trong giá lạnh và trong cô đơn. Chị nói kỹ thêm về cái trường hợp đó. Thời gian ấy là ở trong chiến trường ấy thì khe tang khe ve thì một ngày là nước lên nước xuống đôi ba lần. Thế thì tôi mới đồng chí Ngà đi một chuyến xe đi ra ngoài Hà Tĩnh chở hàng về. Đấy. Thường là chúng tôi đi chở hậu cần mà đi qua khe tang khe ve. Khe tang thì nó có ba cái ngầm. Đấy, ngầm gát 51, gát 63 và gát ba cầu. Đấy, thì nó có ba cái ngầm. Thì tôi với cô Ngà là đi nhầm. Đấy. Lái cái xe gát 51 nhưng đi nhầm vào gát 63 nó hai cầu. Thế là tôi với cô Ngà bị tắc luôn. Đấy. Cũng lên cũng không được mà xuống cũng không được. Đấy. Thế thì tôi thì mang tiếng thế này thôi nhưng rất hay máu nước mắt. Thế thì tôi khóc luôn, tôi bảo ôi trời ơi thế này thì Ngà ơi chết mất. Nước nó càng ngày càng dành lên buồng lái mà cuối cùng thì là chúng tôi không làm thế nào được. Thế mày bảo thế bây giờ lội lên thì nước cũng càng ngày càng dâng lên rồi không biết làm nào được. Thế xong là có mấy cậu mà trực mania ở cái ngầm đấy thì các cậu ấy cũng không kéo lên cho mà cứ trêu. Đấy. Thế thì càng trêu thì chúng tôi lại càng khóc. Tôi thì cứ khóc, tôi bảo thế này chết mất rồi. Mà bây giờ gọi thế nào được đơn vị ra để kéo xe lên. Mà trong đó thì chở trên là đầy hàng luôn. Đấy. Hàng thì toàn hàng thuốc lá mới lại các hàng khô cả. Thế thì tôi cũng luống quắng lên thì có đồng chí Hà đi cùng thì bảo thôi chị bình tĩnh. Đấy. Thế sau 15 phút, 20 phút ấy, thế bảo là thôi bây giờ chúng mình bê thuốc lá lên để mời. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng lấy thuốc lá lên để đi mời. Thế là các bạn trẻ đấy thì lại càng trêu tợn, bảo không các chị cứ nằm đấy, còn lâu mới có xe cẩu thì lại càng khóc tợn.